Việt, chào à, quý vị và các bạn nhé. Việc có à, hai món đồ à, chia sẻ đến quý vị và các bạn để quý vị và các bạn nghiên cứu độ chế. Ha. cái này thì à, giá khá là căng nha. nó cũng thuộc dạng hàng hiếm và hàng đẳng cấp. À, cái đây là cái phần tầng này. đầu tiên à, chia sẻ phần tầng đi. cái phần tầng này nó có cái volume để chỉnh à, nhỏ lớn nè. phần tầng chép mít chép nha. mít chép thì, thì thường cái phân tầng này nó sẽ dùng cho những cái uh, cặp lò lớn á, là sử dụng cho những cái còi mà rất là to, ví dụ như những cái còi này ha. Những còi hon nhỏ nhỏ này hoặc là những cái uh, còi mà của anh lành xin mà uh, còi bự mà ngang phẳng uh, là 50 60 độ còi mà mười mấy 20 lỗ gì đó. Đó, thì những cái còi mà bự chà bá đó quý vị bảo các bạn, nói chung là như vậy thì cái bộ phân tầng này là bộ của gbl ừ. thì thông số kỹ thuật của nó đây và mẫu độ nó đây thì họ sản xuất uh, như thế này là mình không có tháo ra được nha họ họ bấm họ, họ làm gì đó cái này là cái lỗ này là để bắt vô nè thì uh, mình không biết cách nào mình tháo ra cho việc bạn xem ở bên trong này tháo không được Hình như họ bấm cái gì đó thua rồi thì mình test nó hát tốt thôi còn chuyện mà tháo ra thì uh, tháo không được đó. Thì nói chung là nó có vấn đề gì thì tháo ra thì chắc cũng được đó nhưng mà nó sẽ chạy chỗ này nội tùm lum hết á. Nhưng cái này thì nó không có vấn đề gì thôi mình cũng không cần phải tháo ra để cho quý vị và các bạn xem ở bên trong này ha. Đó thì quý vị cũng có thể lên Google tra là thấy cái model này là biết rồi. GBL 3101A thì nó đi theo cái bộ này là nó có một cái volume rất là to, volume để tăng cái tiếng uh, chép nè thì cái bộ phân tầng này là cái bộ phân tầng mít chép thường thì nó xài cho những cái lo chỉ hai đường tiếng thôi một bát 40 và một kèn à. thì thường cái bát đó sẽ đi thẳng đó cái 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 volume nó to kinh quý vị và các bạn 6,5 cm cái đường kính cái đường kính của volume này 6 5 quá trời dữ luôn quá bự luôn hãng họ làm mà ha bấm đồ dây đồ là chuẩn chỉ luôn ha, quý vị và các bạn. Đó. Thì cái dây này á, cái đầu dây này nè. Đó. dây này thì nó cũng to nha, nè. cỡ gần gần ngón tay út của mình một Mà cái ruột ở trong này á là ruột rất là to, ruột ở trong này là ruột bạc. Dây này là dây bạc quý vị và các bạn. Dây mỹ bạc ha. Ờ, thì cái đầu này là đầu ra lo, lo đầu ra lo chép nè ừ. và đấu uh, cái lo bát đó thì đấu vô hai cái đầu này nè quý vị các bạn hai đầu này ha lo bát vô đây rồi cái uh, còn hai cái đầu còn lại này nè là hai cái đầu in nè, hai đầu vào nè từ ngoài âm ly vào nè rồi vào tới đây thì vô hai cái lo bát vô đây rồi chạy thẳng vô đây qua phần tầng rồi vô đây ra cái chép đó bên đây cũng vậy thôi nó cũng đúng mô đồ luôn cũng zin luôn nhưng mà thằng này hình như khác số seri đúng rồi khác số seri cho nên nó cái dây của nó cái dây của nó là khác màu cái dây của nó cái màu này thì đúng nhưng mà ở bên trong cái ruột nó nó khác nè đó từ volume thì nó cũng y chang luôn volume y chang luôn nha volume y chang cục này nó cũng y chang luôn ha, quý vị và các bạn thì nó chỉ có khác cái về cái màu à, dây thôi thì bạn nào mà thích xài anh tới là anh xin uh, bát 40 thì họng cội to đó thì đưa cái bộ phần tầng này vô hay là xài beo mà bát 40 cái họng cội to thì xài cái phần tầng này và cái bộ phần tầng này á thì à, uh, việc chia sẻ cho quý vị và các bạn á, giá là hơi chát nè, quý vị và các bạn giá 4 triệu 500 000 đồng 4 triệu 500 000 đồng nha thì cái này đôi khi mình có tiền mình mua không được bởi vì nó không có bán quý vị bạn? không có bán ở đây mình có một cặp còi của JBL nhưng nó có một cái cũ mà bạn. cái họng này thì quý vị tra Google thì quý vị sẽ thấy cái mô đồ của cái họng nè để mình lấy JBL 2306 thì cái mô đồ này gắn vào những cái uh, những cái cũ còi như là đây nè ở đây là 2425 năm g rồi 242 rồi uh, 2410 này nọ vân vân thì nó vô nhiều nhiều cái loại cầu lắm đó, thì để việc đo kích thước cho vị vợ bạn xem thì cái kích thước ở bên trong này nè đó, là năm cái đường kính vòng tròn nè để vị vợ bạn bắt ở đây họ bằng ốc cái họng này là họng gan đó, thì cái uh, cái chiều dài của còi này cái chiều dài của cầu này thì nó rơi vào khoảng 2 phần 21 21 5 21 21 5 gì đó đó và cái họng này thì họng bằng gan rất là dày đó chiều can can đó đó họng bằng gan rất là dày cái đường kính vòng tròn ở phía trước này thì nó được khoảng 10 15 5 đó. cái đường kính này nè vòng tròn này nó khoảng được 15 5 và cái họng này thì nó 10 cái họng vòng tròn này nó 10 nè thì cái cặp này á là mình có đủ đúng một cặp hỏng uh, còi nhưng chép cũ thì chỉ có một cũ thôi đó thì quý vị và bạn nào mua cũ này không thì mình bán cũng không mua cái cặp hỏng không thì bán cặp hỏng không ha đó thì cái cũ chép này là cái cũ JBL 2425G ha thì kìa cái dòng này là tiếng kêu rất là hay dòng này là con uh, con dây dẹp dây uh, bạc đó quý vị và các bạn cụ củ từ của con này thì nó rơi vào khoảng 12 13 gì đó cái cụ từ này nè nặng. Kinh khủng khiếp nha chứ không phải là nhẹ đâu nha quý vị và các bạn. Đó, cái cụ từ nè. Đó. Thì uh, bạn nào mà muốn mua cái cặp họng này không, về để uh, xài cái cái cũ chép khác thì xài. Còn bạn nào mà muốn mua như thế này thì uh, đợi một cụ đặng uh, chờ đợi một cụ chép nó giống vậy để gắn vô nó thì tùy quý vị và các bạn. Thì bạn nào muốn mua cái gì mình bán đó nha.